đánh solo chơi không à? Dạ này solo chơi không ạ? Chơi màu đỏ này cho ông chóng mặt đi. Nãy quýnh trận ACE cho mấy ông trốn ở trên luôn, ảo rồi đấy, hảo mấy ông luôn. Nhìn vô tốc độ khủng khiếp vậy. Sao anh không chơi Z thành lực, anh chơi kia này quen rồi. Anh chơi kia này với mẹ anh thuộc lòng. Có lộn, anh chơi kia này với anh thuộc mấy cái hiệu ứng kia này luôn. Nên chơi mẹ nó combo dễ trúng không mấy em ạ. Thiệt, nói nhìn vậy chứ tôi combo con này dễ trúng không mấy kia. Ở nó lộn, ui. Sao mày có thể lên đi kiếm đâu ra được vậy? Ngồi cho lát lên kia trời, nhớ lên lộn đồ mày. Có hiệu sự ạ. Dạ cũng 1-9-1-10 đó. Ủa chơi đam là mình thua hả ta? Tại mình cái kiếm mình của mình có 8 đam mà kiếm của ổng tới 10 đam nữa. Rồi luôn chơi đam cái này thua chắc. Như mình có một mình máu à, ảo rồi đấy. Nãy như lo đồ đồ chứ. Này đồ của con chết mà tự nhiên cầm đồ cho con vét luôn à. Ui. Tóc biến xa quá xong cơ bốm tới ảo rồi đấy. Mẹ không quýnh nhanh quá mà mình không đeo đi kịp độ. Mẹ không có theo kịp nhịp độ trận đấu như hồi trẻ nữa. Hồi trẻ mình mới combo nhanh như được chứ giờ đéo. Giờ già rồi theo combo không nổi không à. Đó cũng là lý do tại sao tôi không chơi Z nữa. Già rồi. Không biết ta, không biết không thấy cái bóng không nữa. Kỳ thế nhờ. Định lừa cái mà không được nữa. Ảo rồi đấy. Ok kìa. Giữ lên đây, đây, giữ lên đấy. Không lao lên combo ta, ông này không lạ quá ta. Đánh ông mẹ. Không đúng như kịch bản gì hết. Vậy em được rồi. Bây giờ quy cho chúng nữa, quy cho chúng nữa. Quệ máu vô bộ. Ê nè. Rồi lên thằng nào lên cấp 6 trước là nó win là chắc chắn luôn. Cái này đâu gành quá mà. Để phân tích cho lính ai nhiều không nha. À lính ở. Ổng ăn nhiều lính hơn tôi chắc chắn ông lên cấp trước. Nhưng mà nhiều nửa kinh nghiệm vậy chắc chắn ông chưa lên kịp đâu. Tôi nghĩ vậy nhưng mà thôi đề phòng tí. Chưa lên phải không, chưa lên phải không. Đấy chưa lên, chưa lên. Rồi chưa chết. Má cằn, ui trời. Gì em ta? Tôi bị lên cấp 6 này chắc cũng ngàn máu á, 200 mấy máu không? Không, kéo ngàn nữa không à. Nhà làm phim tại ba trẻ sư đang dàn dựng một kịch bản về cuộc đời cực căng của hai BTS. Ok kịch bản ai lên đấy? Kịch bản không? Ông tự lên chứ tôi có lên đấy đâu. Kịch bản này ông lên nha, tôi không có lên à. Từ từ coi. Ông này quýnh nhịp độ nhanh quá tôi không kịp đâu mà. Đúng là mấy người già quýnh đâu có hay được. Tôi thấy farm cũng hơi lâu rồi đó. Tại nãy giờ tôi quýnh hơi cẩn trọng phải không? Cái chỉ tiêu tôi quýnh solo cẩn thận lắm. Dạ, ổng ổng có đúp. Đéo đánh được. Từ từ đây, có đúp đây. Ơi. Đéo đu ram kìa. Tự nhiên pha nãy ông tự đi. Thề pha nãy tôi lao lên vừa cấp 8 luôn á. Cát chắc chắn luôn. Tôi nãy tôi vừa lao lên là ổng cấp 8 vậy. Ổng đóng kịch bản rồi. Ủa anh không đi đó mà. Đéo thế nào vậy ta? Cái mình là gì vậy nhờ? Ở pha nãy tôi quên thiêu đốt hả? Anh thiêu phát đấy có khi anh còn sống. Ồ vậy tính ra nãy tôi thiêu đốt là chết hả? Ý, sao nãy tôi nhớ tôi nhấn nút F rồi mà ta? Thật hồi nãy tôi nhớ nhấn nút F rồi giờ nhìn nó biết mình còn thiêu đốt á. Ngu chưa?
Thầy bộ nó ẩu ta. Thầy bộ này dám băng trụ với giết mình nhỉ. Ê, đánh thế lát đừng nói mẹ nhả nha, vậy không được nha, quýnh gì nhục lắm, đừng nói vậy mẹ người ta quê lắm. Đánh đàng hoàng đi, hợp lý. Việc đau đi vậy. Để cho ăn con xe cái được không? Cho ăn con xe cái chửi. Người đâu mẹ, kỳ cục vậy. Trời coi, trời coi. Quýnh cho người ta thở với. Sao người ta chơi hay người ta lên móng vuốt ăn mũi không à. À ông này ông lửa lúc rồi tôi chưa có công ty chứ. À hay, hay. Lúc mà tôi chưa có công ty ông nào lên quýnh luôn nè. Nào đấy. Cả thời gian chuẩn hả bầu. Này á. Mạng cuối mày làm mày quyết định nè. Đợi đợi đợi. Trời không phải điểm áp đâu nha trời. Ui. Đi mid có một mình em mid mà điểm áp làm gì. À nãy giờ cái mặt nào cũng nằm ngoài mid chân đĩa làm gì cha. Ngảo đấy. Nãy giờ có di chuyển ngoài mít đâu. Nãy dùng gờ chứ giờ chết lại không. Làm lại. Không. Mạng nữa nào. À mạng nữa nào. Vậy thôi. Lên hai cục máu thì không chơi ấy đéo gì được nữa. Rồi dơ lắm lên này đi. Hello bất ngờ không bộ. Thôi ơi dũng đang mạnh dưới ta ơi. Ba ơi dũng ta sẽ bị ao nhay luôn. Nếu như cái gì à lượng này có chơi ăn blue không ta. Giờ tôi có gà nè. Thôi giờ tôi đợi ổng có gà luôn thì hai thằng quýnh nó sẽ hay hơn. Thế đéo nào mình có gà mình lao lên quýnh nó. Quýnh ổng cho ổng ăn được mạng ổng thì cũng như không à. Nào ổng có gờ mình đơm luôn. Thế vậy nó mới ở solo mà. Mạng cuối mà. Ủa có nhìn nó sai sai ta. Ổng ta 5 máu hả. Ê trời tự tan có máu mà bộ. Đang có máu luôn á. Tính ra đang giờ máu lên làm cái. Tự nhiên đang có máu lên làm cái một. Thôi gờ gờ. Cái thế nha. Đang giờ máu còn không nhiêu à. Nói chung là hay lắm ạ. Quýnh hay.